và đăng nhập bao nhiêu hôm trước rồi. Thì bây giờ tôi đã thêm một cái nút vào đây nữa là cái nút remember, đúng không? Thì đây như thế này, ra ngoài app này, view này, auth này, login này, đúng chưa? Thì trước cái button submit này này, button login này, thì tôi sẽ có một cái div nữa, div class form group có cái input là input checkbox name bằng remember value 1, được chưa? Có class là form trừ control. Các bạn có thể xem thôi, còn tôi chữa nhanh để cho chúng ta làm xong, sau đó ý là chúng ta xem thôi, còn chúng ta có thể về nhà làm. Đây label, đây là remember me. Đây cái giao diện chúng ta như này, quá xuống dưới dòng này trái bố cái này đi, đây remember me, kích vào đây, cái này tôi sẽ có là cái này là có ID là bằng remember, remember for remember, đây như này, tích vào, kích vào cái label này thì nó cũng kích vào cái input luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái này như nào, thì tôi sẽ giải thích logic trước nhá, xong rồi sau đấy chúng ta sẽ làm. Thì cái logic của nó đơn giản này thôi. Đây chúng ta sẽ có cái bảng, tôi làm cái DD trước, bảng user này sẽ có ID, username, password, có thêm một bảng nữa là remember token này, remember token, thì cái này nó sẽ gồm là username, token và create the date, create the time, đó như này. Logic của chúng ta sẽ như sau. Các bạn lưu ý nhé, logic của mình như này. Trong trường hợp chúng ta tích vào remember, tích vào cái nút remember này và submit cái form này lên, thì chúng ta sẽ query là cái username và cái password với cái bảng user này, đúng không? Nếu nó trùng thì cho đăng nhập vào, tạo session, đúng chưa? Đấy là cái logic login bình thường. Nhưng mà nếu mà người ta tích thêm, chúng ta check xem là người ta có tích vào cái remember này không. Nếu có thì chúng ta sẽ làm cái việc như sau này. Thứ nhất, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến token. Tạo ra một cái biến token để làm cái gì? Chúng ta sẽ đây tôi nhập cái bảng này, tôi định nhập cái này phải làm là forget password thì mới tạo sinh bảng, cái này là remember token luôn. Đây remember token vào trong cái bảng user này luôn. Thì khi mà người ta đăng nhập xong rồi mà có check vào cái remember này, chúng ta tạo cái token bằng một cái SHA-1 ở đấy, bằng một cái đoạn string mã hóa gì đấy tôi không quan tâm. Nếu bạn thích mã hóa gì, nếu bạn mà bạn biết làm sao là chúng ta không hiểu chúng ta mã hóa một cái thuật toán nào đấy được, thích thì SHA-1 của MD5 của cái gì đấy tùy vấn đề kiểu gì được. Tiếp theo đã tạo cái token này rồi nhá, thì sau khi đăng nhập xong thì chúng ta tiến hành là, có nghĩa là có session rồi ấy, chúng ta tiến hành insert cái token này vào trong cái field là remember của cái bảng DB mà vừa đăng nhập vào, tức là của cái username và cái password tương ứng của người ta gửi đấy, đúng không? Được chưa? Lưu token này vào đây, rơi tiền. Sau đó là chúng ta tạo cái cookie có 100 thôi, 100 đồng ấy, à 1.000 thôi, 1.000 thôi. Chúng ta tạo ra cái cookie, được chưa? Tạo ra cái cookie thì nó sẽ bao, nó cái cookie này thì nó sẽ bao gồm là cái name của nó sẽ là auth token chẳng hạn, và cái value ở đây nó sẽ là bằng cái token vừa mới tạo ra như này, và chúng ta sẽ có cái expire là 15 ngày chẳng hạn, expire date là 15 ngày, xong chưa? Xong thế thôi.
tao tốc từ đây mà redirect sang cái chỗ khác này là xong. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì tiếp? Đây là cái logic để giúp chúng ta là tạo ra cái token, lưu token này vào trong cơ sở dữ liệu này. Rồi thì cái token này chúng ta lưu vào dưới trình duyệt bằng cookie này, có expiry date 15 ngày. Được chưa? Đến đây có hiểu không? Đến đây có hiểu không đã? Tí nữa chúng ta làm thôi, bây giờ mình hiểu thuật toán. Có ai thắc mắc cái này không? Rồi nhá, tiếp tục này. Sau đó nếu mà người ta vào cái trang dashboard, hôm trước tôi demo cái phần dashboard đúng không? Tức là cái trang này để vào đến đây là phải login, đúng nhá? Thì ở cái trang dashboard này, ngay khi người ta vào thì chúng ta không kiểm tra session ngay, mà chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cookie trước, xem là có cookie tên nào tên là hot token hay không. Nếu có thì lấy cái token này ra, sau đó query chọc, nếu mà có thì chọc vào trong cái cơ sở dữ liệu, cái bảng user này, kiểm tra cái field là remember token. Nếu mà có remember token này thì sao? Thì lấy ra cái bảng evil username password như này, tạo cái session trên cái bảng evil lấy ra và tạo ra cái session. Thế là lúc đấy là đã có session chưa? Đó, có mỗi thế thôi. Là người ta sẽ không cần phải quay lại cái màn hình login nữa mà người ta vào thẳng trong này luôn. Đúng chưa? Đấy đó là cái remember me. Thì cái này thường thường người ta sẽ có thêm một cái nữa là update thực tế. Đó là khi nào mà người ta hoặc là expire date được. Expire date tức là khi nào cái remember token này hết thời hạn. Thì bởi vì chúng ta nhiều khi á, người ta copy cái này ra, copy ra bằng ra một cái tờ giấy nào đấy, xong rồi lúc nào hoặc một cái file word nào đấy, lúc nào người ta muốn login vào thì người ta chỉ đơn giản là tạo ra cái token này, à cái name này ở trên copy này, về cái value của chúng ta vào, thế là tự nhiên là người ta login được. Thì như vậy thì mình chỉ có tồn tại cái việc đấy trong vòng 15 ngày rồi. Cái token này gửi lên này, phải kiểm tra xem đã quá cái ngày này chưa. Nếu mà quá rồi thì không cho vào nữa, bắt buộc là phải gửi lên một cái token mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhá. Cái này là logic cơ bản đấy mà. Đây, chúng ta tích vào đây này. Được chưa? Các bạn xem đâu, chưa cần phải làm đâu. Về nhà có thể các bạn xem lại video. Thì trước đây tôi phải xem lại cái bảng user của tôi đã. Bảng user của tôi có thêm, có avatar, có role này. Ok rồi, tôi sẽ thiết kế lại cái bảng này. Thêm một vài cột nữa. Tôi sẽ có thêm một cột nữa là cột remember token và cha thôi. Rồi, tôi thêm một cột nữa là expire date, expire time, kiểu date time. Rồi xong, xếp xuống được nhá. Bây giờ tôi có thêm cột remember token và cột expire time. Xong chưa? Rồi bây giờ tôi tiếp tục login này. Khi mà login lên thì nó sẽ vào trong controller là authenticate controller này đúng không? Đúng chưa? Tôi sẽ nhận thêm cái biến là remember bằng $ gạch dưới post của cái remember từ trình duyệt cái gửi lên. Được chưa? Từ trình duyệt gửi lên thì tôi lấy nó ra thôi, có hay không quan trọng, tí tôi tính. Được chưa? Tiếp theo này, sau khi tạo session, đây là rõ ràng là chúng ta chỉ tạo ra cái này khi mà người ta đã tạo session rồi nhá. Được chưa? Tức là người ta đăng nhập thành công thì chúng ta mới xử lý tiếp. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra là tôi vadam ra cái biến là remember. Và tôi đài ở đây. Tạm thời comment cái thằng của họ để vào đã. Đây, đây là admin đúng không? Admin này thiệnth32@gmail.com. Ồ, sai à? Mật khẩu là cái gì nhỉ? Admin, vào admin đi. Mật khẩu là 356. Rồi, nun nhá. Được chưa? Tôi không tích vào mà. Tôi không tích vào cho nên nó sẽ bị null. Tôi tích lại này. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rồi bây giờ mình tích nhá, tích vào này, login này, string là 1 nhá, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có là if cái remember này khác null. Trong trường hợp remember này khác null, chúng ta xử lý tiếp này. Đây tôi comment vào đây là có tích vào remember me. Được chưa? Thì tôi xử lý tiếp này. Thứ nhất là tôi sẽ tạo cookie là dùng hàm gì nhỉ? À quên, tôi sẽ có một cái biến là token đã. Token bằng SHA1 của cái chuỗi là time. Tôi gọi ra cái hàm time cộng chuỗi với cái biến là user, cột là cột email. Tôi chỉ đơn giản này thôi. Bây giờ tôi sẽ vadam nốt cái này ra nhá. Vadam cái biến token này ra. Cái đài. Được chưa? Các bạn xem này, cái chuỗi nó như này. Ôi giời. Cannot use object of type user. Cái này là object rồi. Đây. Mỗi lần sinh ra nó lại có giá trị khác nhau, các bạn thấy không? Đúng chưa? Mỗi lần sinh ra nó sẽ có giá trị khác nhau. Xong nhá. Thì đấy là giúp tôi sinh ra cái token này. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ lưu cái token này vào trong DB. Lưu token vào trong DB. Được chưa? Thì tôi sẽ có cái biến date expire date bằng new date để coi xem nào. PHP new date 15 days. Nó có ấy mà. Đây này, new data. New date time này. Sau đó là expire date chọn đến modify là cộng với 15 ngày. Cộng với 15 ngày, chúng ta chỉ lưu trong 15 ngày thôi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ có là set cookie, đúng không? Tên cookie là auth ở dưới token. Thì tiếp theo là chúng ta có cái token, thì biến token truyền vào. Và tiếp theo là có cái thời gian, đúng không? Thời gian thì chúng ta sẽ là time này. Làm time này. Cộng với đúng không? Cộng với một cái công thức 60 giây thì là 1 phút này. Nhân với bao nhiêu phút? 60 phút là 1 tiếng này. Nhân với bao nhiêu? 24 giờ này. Nhân với 15 ngày. Xong. Được chưa? Đây là tạo ra cookie. Sau đó chúng ta sẽ... Đây là tạo ra cookie. Tôi xin lỗi các bạn. Đây là... Tạo ra cookie. Tiếp theo là tôi sẽ lưu token vào trong DB. Thì tôi sẽ có như sau. Một câu SQL. Để coi nào. Một câu SQL đi. Bằng cái này tôi đang không nhớ là tôi dùng cái model theo kiểu gì. User public function set remember token như này, thì tôi sẽ nhận vào đây là cái biến token, nhận một cái thời gian là expire date, expire time.
thì tôi sẽ ở trong cái hàm này tôi sẽ có cái biến là $user chọn đến cái hàm save remember token, gọi vào cái hàm này tôi truyền cái biến token kia vào, tôi truyền nốt cái đối tượng là expire date kia vào. Đấy, có vậy thôi. Ở trong này tôi sẽ xử lý code tiếp. Ở trong này tôi sẽ có là một câu SQL bằng update table đúng không? Update user set remember token bằng bằng cái string này dollar token phẩy expire time. Đây có đúng chính đạo không nhỉ? Expire time. Đúng rồi. Expire time bằng cái biến expire time chọn đến format là y trừ y nào nhỉ? Để quay lại xem nữa nhá. Tôi không nhớ cái format của nó đâu. Đây IMDHIS đây không? IMDHIS. Rồi. Where id bằng để biến $this chọn đến id. Đó, bây giờ tôi sẽ va đâm cái thằng này ra SQL để xem cái câu lệnh của tôi có đúng không đã. Tạm thời comment nốt cái mớ này vào, tí tôi sẽ mở comment ra, trước hết tôi phải kiểm tra xem nó có đúng không. Ôi giời ơi, app console data not found use this time. Dạ. Chết khiếp. Kinh chết. Coi xem nào. Sao mình làm sai nhỉ? À đây. Tôi viết sai cái này. Expire time. Đây nó là cái biến ở trên này mà, chứ không phải là cái biến lúc nãy tôi viết sai. Thấy không? Đây, update này, user set remember token bằng cái đoạn token chúng ta sinh ra này. Expire time bằng 2018-04-24. Hôm nay là ngày 19 đúng không? Mùng 9 thì cộng 15 ngày thì là ngày 24. Giờ này là giờ server nhá, các bạn cũng đừng lo cái này. Where ID bằng 1. Được chưa? Đúng chưa? Cái thằng admin này có ID bằng 1 còn gì nữa. Đây. Đúng không? Đó. Thế là chúng ta đã thực hiện câu tạo ra câu SQL thành công nhá. Tiếp theo. Chúng ta có cái connection rồi. Tôi sẽ tiến hành là save xuống. Đây, tôi sẽ làm tiếp. Tôi sẽ có một biến STMT bằng this trở đến con trở đến prepare để SQL kia vào và STMT trở đến execute. Tôi sẽ đặt cái này ở trong try vứt cái này xuống. Nếu mà try thành công thì tôi return true, còn else catch exception thì return false. Thì exception xong.
Bây giờ chạy thử phát nhá. Chạy thử xem có lưu được không nhá. À quên. Xong. Gì anh? Đây. Được chưa? Lưu thành công nhá. Nhiều thế. Chửi nhiều chứ. Đó, đúng anh? Đủ ăn. Hết chưa? Xong. Ok. Được chưa? Tôi lưu thành công này. Xong nhá. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ comment hết cái mới này đi. Bởi vì tôi đã làm xong rồi mà. Bỏ comment cả session đi này. Được chưa? Bỏ đi nhá. Bây giờ chúng ta làm lại. admin@gmail.com 123456 remember vào login. Thì chúng ta kiểm tra xem chúng ta có cookie không. Vào phần application, vào cookie, vào localhost, auth token. Được chưa? Xong. Bây giờ tôi tiến hành log out ra nhé. Bây giờ tôi vào dashboard sẽ không được. Lấy bố rồi. Được chưa? À dashboard không có PHP. Cái trang gì nhỉ? Hôm trước vào trang gì mà bắt phải ấy nhỉ? Chưa có à? Chưa có rồi. Thì tôi sẽ có cái router cho đến get admin sược dashboard. Thì nó sẽ xử lý ở đây đi. If $ESET $ session auth hoặc $ session auth bằng rỗng thì header location về index.php. Thử cái nhá. Đây không? Tôi vào admin này, sược dashboard này, các bạn thấy nó đẩy thẳng về phần đăng nhập này đúng không? Nó không cho vào. Hoặc là tôi sẽ đẩy về sược login đi. Đây, nó đẩy thẳng vào trang login đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ phải làm như nào để cho nó đăng nhập được vào mà không cần phải vào cái này. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta ở Authenticate Controller này, chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm. Một cái hàm là public static function. Đó là hàm check cookie auth trong này. Thì ở trong cái custom route này, tôi sẽ ở đây tôi sẽ use thêm cái app sược controller đây như này. Tôi sẽ có cái này trước, ://, check cookie auth. Kiểm tra cái hàm này trước. Nếu mà hàm này cũng phone, hàm này phone và cái mớ này, cái hàm tức là cái hàm này là trả về phone và cái mớ này xảy ra thì sẽ tèo. Đây tôi sẽ enter xuống cho các bạn dễ nhìn. Đây, tức là cái hàm check cookie auth này của tôi này, nếu cái hàm này trả về phone tức là nó tương đương với cái phủ định ở đầu này. Và cái mớ này, một trong hai thằng này bị phone thì tèo. Được chưa? Đúng nhỉ? Nếu mà thằng này bằng phone, nếu mà nó không phone sao? Nếu mà nó true
cả hai cái đều đúng thì mới cho vào. Thôi rồi, thế để tôi viết lại cái này. Viết này nó hơi lằng nhằng, khó hiểu à? Chờ gì nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra session này. Tôi sẽ ở ngoài này. If cái hàm này trả về false thì tôi xử lý riêng. Còn else if cái mớ này thì tôi trả lời riêng, tôi xử lý riêng. Được chưa? Còn không thì echo ra return đăng nhập thành công. Ví dụ như này. Đây tôi vào admin dashboard. Đây nhá. Ủa. What the fuck? Đây. Return false. Nếu mà thằng này return true chứ. Return true thì không phải bằng cái này. Nếu mà thằng này return true thì xử lý trong này. Đây. Đây không? Đây nhá, tôi giải thích lại này. Khi người ta vào thẳng cái trang mà cần phải đăng nhập mới vào được đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên tôi sẽ chạy một cái hàm ở trong Authenticate Controller, hàm check cookie auth này. Nếu mà hàm này trả về true thì tôi sẽ xử lý code ở đây. Tức là tôi có thể là tạo ra session. Tạo session và cho nó chạy xuống dưới luôn. Được chưa? Thế thôi, tạo ra session cho nó chạy xuống dưới. Còn nếu không thì tôi sẽ kiểm tra cái thằng này. Hoặc là tôi không cần kiểm tra thằng này nữa cũng được. Tôi vứt nó xuống đây cũng được, chẳng sao cả. Hai cái khác nhau. Không sao hết. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm như này. Để coi nào. Cái hàm ở đây tôi chỉ đơn giản chạy như này cũng được. Xin lỗi các bạn, lâu không code logic đang bị ngu. Đây, tôi chỉ cần chạy qua cái hàm này thôi. Bởi vì nếu cái hàm này mà chạy thành công á thì tôi đằng nào tôi cũng sẽ có cái session này. Đúng chưa? Còn nếu mà tôi không chạy thành công, cái này trả về bất kỳ cái gì, trả về phone chẳng hạn. Nếu mà trả về phone thì tôi sẽ không có session, thì nó cũng về login thôi. Còn nếu mà có session phát thì nó cho trong dưới. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ xử lý như sau. Đầu tiên chúng ta có cái biến if iset của cái $ cookie đúng không? Cookie là auth token. Nếu mà có thì xử lý tiếp, còn không có thôi. Và cookie của auth token khác string rỗng nha, thì xử lý trong này. Thì mình sẽ có cái biến token bằng cái cookie này. Đây nha. Chúng ta đã có cái token rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ thử vào trong admin dashboard luôn. Nó ra luôn đúng không? Nó lấy cái này ra này, nó lấy ở trong cái localhost này ra luôn này. Đây là tôi bị die luôn nên nó không bật ra cái kia. Chúng ta đã lấy được cái token này. Xong bây giờ chúng ta sẽ lấy tiếp là bằng biến $user bằng user 2.where. Ở đây là remember token phải bằng với cái biến token truyền vào và get first, lấy first ra ngoài và tiến hành va đam tiếp cái biến user. Đây, thấy ra chưa, nó lấy ra cái object nhá, đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Where này vẫn chưa đủ, where này vẫn chưa đủ, chúng ta sẽ end where tiếp. And where cái gì các bạn biết không? Cái gì? Expire
expire time đúng không? Cột expire time đúng không? Nó phải làm sao? Nó phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn ở đâu? Nó phải lớn hơn hoặc là bằng với cái biến current time, tức là thời điểm hiện tại. Được chưa? Tôi muốn so sánh này. Cái thời điểm người ta truy cập vào cái dashboard, cái dashboard này với cái thời điểm mà có cái expire date ở trong này. Nếu mà thời điểm của chúng ta mà nó lớn hơn đấy, nó lớn hơn cái thời điểm trong cơ sở dữ liệu thì cái giá trị cái thằng này nó không còn giá trị gì nữa. Được chưa? Thì chúng người ta sẽ phải cho nó looping lại như bình thường. Còn nếu mà thời gian mà nó còn là trong phạm vi, tức là nhỏ hơn cái 15 ngày kia, thì vẫn cho đăng nhập vào bình thường. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái, đi copy lại cái này. Copy lại cái này. Tôi sẽ có luôn cái current time bằng new date time. Đó, một ngoặc như này. Thì cái current time của tôi, cái này current time nó sẽ trỏ đến format. Format là i-m-d cách h2.i2.s như này. Lấy ra first. Các bạn xem nhá. Reload này. Ôi giời. Cái anywhere, à thiếu cái dấu này. Anywhere. Vẫn lấy ra được đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi sửa cái DB này một tí. Tôi cho cái này xuống là hôm nay là ngày mùng 9, tôi sửa cái này thành mùng 8. Là tèo luôn đúng không? Tôi sửa thành mùng 8 này. Tèo luôn đúng không? Được chưa? Nó sửa xuống có nghĩa là cái thời gian ở trong cơ sở dữ liệu bao giờ cũng phải lớn hơn cái thời gian này. Cái thời gian hiện tại ấy, là cái thời điểm mà người ta tiến hành đăng nhập vào ấy. Được chưa? Thì tôi kiểm tra là if user, tức là có user hoặc là user khác null đi cho chắc củ. Nếu mà user khác null thì tôi sẽ có một cái đô la gạch dưới session odd đúng không, bằng login rồi. Đây tôi tạo ra cái này. Đây, bên này vào session odd bằng cái này. Được chưa? Và tôi sẽ tiến hành là return true. Còn nếu không nó bằng null rồi thì tôi cứ đẩy dưới cho nó bằng false thôi, không vấn đề gì cả. Được chưa? Thử phát nhá. Đây, người ta vào này. Wow, kèo bố rồi. Admin dashboard. What the fuck. À, tôi đổi lại ngày. Xin lỗi các bạn, 24 do tôi. Dashboard up. What? Đã tạo session rồi mà. Hả? Hiện ra đâu? Tôi chỉ đơn giản là tạo cái session ở trong này thôi mà. Ừ, đây là thằng này nhá, thì mình sẽ kiểm tra ở đây, kiểm tra ở trong này. Nếu đây này session tôi nhầm cái này, cho có thể là do cái text tôi viết nó khác nhau ấy, khả năng là nó khác nhau thật, nghi lắm. Nó giống nhau mà. Tại sao không vào ta? Cookie. Ok, cứ chạy đã xem nào. Được. Mình sai gì nhỉ? Nếu mà user đây, Vadam 1 die. Một mà, tức là tôi đã tạo ra session được rồi.
Sao lại fail nhỉ? Tạo rồi này. Tạo session được rồi. Nhưng mà lại không cho vào. Sao lại không cho vào? Không cho vào là do thằng này. Nếu à đây, nếu mà không reset session. Đây đây đây. Rồi, sửa rồi. Đăng nhập thành công nhá. Được chưa? Bây giờ tôi xóa cookie đi này. Mất bố cookie rồi nó. Đây, không đai đồng đai. Tôi xóa cookie đi nhá. Xóa cái quần nợ đi đi. Xóa luôn cái này đi. Xóa nhá. Bây giờ vào lại trang admin dashboard này. What the fuck? À log out đã. Xin lỗi, log out. Log out này, tôi vào lại admin dashboard này. Tèo luôn đúng không? Đúng chưa? Phải log out ra thì nó mới có tác dụng, nó không thì nó sẽ còn session. Mấy cái này nó hơi lằng nhằng tí. Thì đây đây, auth token bằng rỗng này. Bây giờ tôi đăng nhập lại nhá, admin này. a@gmail.com này. 1 2 3 4 5 6. Remember nhá. Không remember trước đi. Được chưa? Login thành công này. Tôi vào lại trang là admin dashboard thì nó đăng nhập thành công nhá. Bây giờ tôi log out này. Tôi vào admin dashboard tèo. Đúng chưa? Bây giờ tôi đăng nhập lại admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 này. Tick remember này. Login nhá. Login thì thứ nhất là cái này có token này. Bây giờ tôi vào admin dashboard. Vào được này. Bây giờ tôi tiến hành log out rồi này. Back về đây, reload tôi log out này. Được chưa? Log out rồi. Nhưng mà người ta lại vào admin dashboard nữa thì lại đăng nhập thành công. Và về trang index thì hello admin luôn. Được chưa? Khi mà đã có cookie rồi thì người ta không cần phải đăng nhập nữa, vào thẳng trong. Đấy, nó là cái tác dụng của cookie ở trong cái vấn đề chúng ta làm cái đăng nhập này. Đấy, có thế thôi, bằng lấy dòng thôi. Thế rồi. Thì đây, cái logic đây, nhìn này. Cái logic các bạn cần ghi lại. Ghi lại một lần nữa, ghi vào trong cái vỏ hay là vào đâu đấy. Để mà sau này dùng. Sao? Thế này bảo sao không làm được đúng không? Nhưng mà ví dụ mà em muốn em vẫn dùng cookie đúng không? Ừ. Em không set được biến token gì nữa. Không set cái biến token nào. Chỉ dùng mỗi set cookie không được. Không được. Bởi vì em phải có cái gì để em so sánh chứ. Em nghĩ là kiểu cookie là chỉ lưu hoặc chỉ chuyển duyệt thôi. Em không tạo được. Mày ảo à? Nếu không, nếu mày làm, nếu mà cố tình không tạo ra token thì vẫn được. Có nghĩa là lưu vào đấy là user ID luôn, hoặc là user email luôn thì cũng được, nhưng mà như vậy nó lộ tài khoản. Nó hiện luôn ở trên cookie mà. Nó hiện luôn trên đấy thì chết à? Không được. Chết. Tôi sẽ đẩy cốt lên nhá. Về cố gắng làm lại. Cái này nó sẽ tốt cho các bạn đấy. Cái này luyện logic hơi bị tốt đấy. Ủa? Sao cái này nó không lên nhỉ? Bình thường thì khi mà log out ra ấy, thì người ta cho bay luôn cả cookie mà. Cho bay luôn cả cookie. D
biết làm sao để xóa một cookie không? Bạn nào? Làm sao để xóa bằng code cookie? Để xóa cookie đi ấy, đơn giản là mình set lại cái giá trị cho cái cookie cũ, cái cookie mình muốn xóa, nhưng mà time, cái thời gian expire date bằng time trừ đi 1 giây. Thật mà, không tin à, làm gì có hàm nào làm xóa cookie. Xóa đi thì đơn giản là set lại cookie đấy, nhưng mà bằng thời gian hiện tại trừ đi 1 giây thì là nó tự mất luôn. Hả? À, đây nha, vào cái trang Udemy kia xem bao nhiêu cookie nha. Hoặc là trang này luôn này. Trang nào cũng một rổ cookie hết. Bất kỳ trang nào một rổ cookie hết. Chẳng có trang nào mà ít cookie cả. Có mấy trang cùi bắp do chúng ta tự nghĩ ra không biết dùng cookie thì mới không có cookie thôi. Thật mà. Trang nào cũng một đống cookie. Cookie này ứng dụng nhiều mà. Ví dụ như các bạn có để ý có những cái trang kiểu nó vote không? Ví dụ như kiểu nữ sinh thanh lịch chẳng hạn vào vote ấy. Bao giờ trường các bạn làm cái trò đấy không? Làm sao để chống được spam? Cứ ví dụ như cứ mỗi một lần vào ảnh của một đứa là view nó tự tăng đúng không? Làm sao để chống được spam? Set cái ID của cái ảnh đấy vào cookie. Kiểm tra xem là người ta đã có cookie của cái ảnh đấy chưa. Có rồi thì không cho tăng nữa. Nhưng mà mấy thằng biết. Mấy thằng dốt như ông thì làm sao biết được. Được chưa? Rồi hôm nay đấy rồi. Chúng ta sẽ sang phần Laravel. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần cuối cùng. Xóa nhá. Của cái khóa học của chúng ta là sang học về framework. Học về framework này thì thực về bản chất thì chúng ta không cần học sâu về cái thuật chúng ta cũng là dùng được. Ví dụ một thằng như là tôi, hồi tôi code Laravel tôi cũng không biết nhiều về PHP đâu, cứ biết nó hướng dẫn sao code vậy. Nhưng mà nên có một cái nền tảng tốt thì vào cái framework các bạn hiểu sâu hơn và thích nghi nó nhanh hơn, chứ không phải là mò mãi như tôi thì nó cũng rất mất thời gian. Thì chúng ta đến với cái framework là Laravel. Về bản chất thì ở trong PHP nó có rất là nhiều framework khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể kể đến những cái framework như Laravel này, G này, CodeIgniter này là viết tắt là CI đấy, rồi Fancon này, rồi kết PHP, còn cái gì nhỉ, Symfony, rồi thì Zen, nhiều lắm, nói chung là cực kỳ nhiều. PHP là một trong những cái ngôn ngữ có nhiều framework nhất thế giới. Sau mỗi cái thằng Node.js nó sinh sau đẻ muộn nhưng mà nó ra framework nhanh lắm, nó nhiều cái phát triển quá. Mà thiếu tiền, tiền người ta đã thu hết rồi. Thì mỗi một cái framework nó sẽ có một cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Ví dụ như thằng Zen này, nó cực kỳ mạnh, nó phát triển, nó là một cái framework gần như là đầu tiên. Vậy vậy, nó là bố đẻ của rất là nhiều các thằng framework khác. Bên cạnh đấy nó giống như thằng Symfony gần như thằng Zen mà là sao. Thì Laravel của mình thì phát triển trên cái nền này, nền Symfony 2. Thì còn CI ấy, CI thì thực ra là theo nghiên cứu và theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì những người mà mới bắt đầu học về framework thì nên học thằng này. Tôi cũng là một người bắt đầu từ thằng này, xong rồi bắt đầu lên thằng này. Thì CI nó là một cái framework thuần MVC, nó có mỗi cái khung MVC thôi, chẳng có cái vẹo gì cả. Nó giúp chúng ta định hình được cái công việc phải làm trong một cái framework là như thế nào, nhưng mà làm nó khá là vất vả. Đấy là ngày tôi đi làm là năm 2014, cuối năm 2013. Còn bây giờ thì không biết rồi. Bây giờ thì không biết là như thế nào, có thể là nó cập nhật lên rồi. Còn thằng Fancon này thì nó khá là khó dùng. Tuy nhiên nó có một điểm mạnh,
nó lấn át tất cả các điểm yếu khác của nó. Đó là nó là cái framework về VPT nhanh nhất thế giới. Nó cái có nghĩa là cái ngôn ngữ xử lý ở trong của nó là viết bằng C, cho nên nó cực kỳ nhanh, chạy nhanh vãi chưởng luôn, nhanh hơn VPT thuần luôn. Còn thằng Z này là của thằng Tàu ở Trung Quốc viết ra, thì nó là cái framework cũng được nhiều người dùng. Cách đây nó là cái framework nhiều người dùng nhất cách đây từ những cái năm 2013-2014 là nhiều người dùng nhất thế giới luôn. Và nó có cái cơ chế mở cho người ta viết các cái extension, các cái thư viện để đúc vào trong họ. Nhưng mà về lúc thay bữa, lúc đầu là ớ bữa thật, bởi vì lúc đầu ấy để tạo, các bạn tạo được class nha, tạo được class ví dụ controller hay là model ấy, để tạo được class các bạn bắt buộc phải đặt tên class là ví dụ controller đúng không, phải là C Authenticate Controller đó. Nó bắt đặt như thế, không đặt thì không chạy được. Thế sau rồi C là viết tắt của Trung Quốc mà. Đó, bữa lắm, xong rồi bắt đầu là cộng đồng phát triển. Nó kêu gào nhiều quá, nó chửi ý. Nó bảo là tại sao cái framework là mã nguồn mở phải bắt chúng ta làm như này. Thế là chúng nó bỏ, tao dùng nữa, thế là cuối cùng cậu ấy phải sửa. Có nghĩa là từ về sau á, thì cái từ C này là thích biết thì cái từ gì thì biết. Thế nó có cái chỗ config để sửa. Thế là lần đấy bọn tôi vào, thằng thì biết là T con chú, thằng thì biết là A con chú, nó đủ kiểu. Nó tùm lum tùm bậy tùm bạ lên đấy, nhưng mà cuối cùng là đến G2 bỏ đi, rất là bệnh hoạn. Xong rồi cuối cùng là người ta không dùng nữa, người ta chuyển ra cái thằng này. Bởi vì đến năm 2014, thằng này nó 2011 ra đời, rồi đến năm 2014 thằng Laravel ra đến bản 4.1, bắt đầu phiên bản 4.1 là người ta dùng nhiều. Và đến năm 2017 thì thằng Laravel này là cái thằng framework PHP là có lượng người dùng, nhà phát triển đấy, và người sử dụng nhiều nhất thế giới trong cái cộng đồng PHP, framework PHP. Thì chúng ta học cái này thì thứ nhất là tôi muốn đưa nó vào để chúng ta trong tất cả các framework này, thằng này là cái thằng có tài liệu đầy đủ nhất, có rõ ràng nhất, dễ cho các bạn. Cái thứ hai, nó là một trong những cái thằng framework có nhiều thư viện nhất thế giới. Thư viện này làm gì? Thư viện này mình đỡ phải code, chỉ cần tìm hiểu cách dùng thôi thì mình đỡ phải làm nhiều. Đó, cái thứ ba nữa là cái nhu cầu công việc ở trong cái mảng Laravel này nó rất là lớn. Các công ty lớn thì hầu như trừ những cái công ty to quá, ví dụ như kiểu là cái gì nhỉ, VC Corp ấy, thì bởi vì do bản chất các cái hệ thống ngày xưa của nó phát triển là nó xây dựng trên CI, Coordinator, cho nên là bây giờ người ta muốn tuyển vào để phát triển thêm ấy, hoặc là maintain dự án ấy, thì nó không sẵn sàng đập cái nền tảng cũ đi, cho nên nó bắt buộc phải học CI để viết tiếp. Còn các công ty mà trẻ bây giờ thì hầu như người ta theo cái này, theo Laravel, kể cả Framza cũng là đang code Laravel. Biết Framza ở đâu? Ở đâu? Việt Nam à? Kinh, cũng biết cơ. Hay công ty thằng Hưng Béo ấy, thằng hôm trước lên đây ấy, thì công ty nó cũng làm Laravel và cách 3. Gì đấy? Xin lỗi các bạn tí nhé. Alo. Ừ. Rồi biết rồi. Thank you.
OK. Được chưa? Thì các bạn tự đi tìm hiểu lấy lịch sử của thằng này nhá. Cái yên tâm, các bạn yên tâm là cái Laravel nó không phải do tàu nó viết. Tôi thì không thích dùng đồ tàu, cho nên là không phải lo. Thằng này là do một ông ở Mỹ, Taylor Hotwell, viết năm 2011. Đến bây giờ cộng đồng thế giới vẫn không biết là vì sao ông ấy đặt tên cái framework này tên là Laravel. Và đến vớ vẩn là đến chính ông cũng không biết vì sao ông đặt tên là Laravel luôn, nên đừng thắc mắc cái tên. Thật mà. Rồi, chúng ta vào trang chủ của nó trước. Laravel. Bản 5.6 nhá. Đừng bị tôi lừa. Đây là do tôi vào cái 5.5 này nhiều quá nó lưu đường dẫn. Lazada. Cái này về Lazada mà làm. Cay. Thì trước khi vào cái việc cài đặt ấy. À mà thôi cài đặt luôn đi rồi tí nữa chúng ta giải tiếp. Không, cái này cài khá là mất thời gian. Các bạn cài Composer rồi đúng không? Còn ai ở đây chưa cài Composer không? Không biết check Composer như nào luôn à? Gõ mở CMD lên gõ chữ Composer ra. Nó ra cái chữ Composer thì là cài rồi. Còn nếu nó không ra thì là chưa cài. Có đi xem nào. Mở cái CMD lên. Composer SCR đấy. Rồi. Nó từ từ. Ôi à, thằng này cáo lưu lưu trên xem sao đấy. Thành cơ rồi đấy. Có ạ, Composer báo cái gì? Báo lo cho ta đi. Rồi, ok. Bây giờ các bạn vào trang Laravel.com nhá. Laravel.com này. Thôi, tập trung vào đây. Nó có phần documentation này. Click vào. Không biết click vào đâu thì Ctrl F để tìm nhá. Đến bây giờ rồi lại còn phải chờ thằng khác đi chùi đít cho à. Đừng hỏi những cái câu ngu ngốc như thế. Kéo lưu xuống. Vào phần documentation này, ngay đầu trang đầu tiên nó có phần installation là cài đặt. Thì đây. Cái này tôi quân link cho một số bạn mà không dùng Windows thôi, ví dụ như tôi. Thì để sử dụng được cái Laravel này thì các bạn phải có những yêu cầu như sau. Thứ nhất là PHP phiên bản từ 7.1.3 trở lên cho Laravel 5.6. Có đứa nào cài PHP bản thấp hơn không? Kiểm tra bằng cách là mở cái SAM ra. Bật cái SAM lên, nếu các bạn dùng SAM. Nó có một cái ở cái dãy bên tay phải ấy, nó có một cái shell. Bấm vào đấy. Xong rồi nó mở lên cái CMD mới đúng không? Gõ vào đấy là PHP cách trừ V. Đây, gõ như tôi. Chỉ có máy của tôi xịn nên gõ được thẳng ở trong này thôi. Còn máy các bạn đều thì không được. Bây giờ PHP cách trừ V. Bây giờ có đứa nào dưới cái version kia thì phải cài lại. Hả? Phiên bản khác là bao nhiêu? 5.5 thì cài lại nhá. 9.1 làm gì có cái phiên bản nào PHP thế, thằng này nhảm nhí. Làm sao? 5.6 à? 7.0 cũng cài lại. 7.0 cũng cài lại.
Bởi vì đây này, không phải là tôi bắt các bạn cài lại, mà là với cái Laravel nó yêu cầu cái phiên bản PHP như thế này. Nhưng mà thôi cứ thử xem sao, không sao đâu. Gì? Cài lại thì gỡ sẵn là cài lại. Thằng nhà quê. Ừ, không sao đâu. Tiếp theo này, các bạn phải khi mà làm cái này nó, nào nghe vào đây. Những thằng cài lại thì im ỉm mà tập trung mà làm mà cài lại. Còn những cái thằng khác thì quay lên đây. Bởi vì tôi nhắc cái này ấy, không phải là bởi vì trong cái môi trường cho chúng ta làm đâu. Đây này, cái môi trường trên server nó như thế này này. Môi trường trên server nhá. Sau này khi các bạn triển khai web ấy, nó lên nó sẽ như này này. Đấy, đây con server đây này. Nó không hề có một cái gì gọi là cái giao diện luôn. Nó chỉ có mỗi cái ô terminal như này thôi. Được chưa? Để truy cập được bằng Windows ấy, thì các bạn có cái công cụ là PuTTY. Và cái này này, tải về cũng connect được giống như tôi như này. Nhưng mà ở trên server nó là như thế này này. Đây, tất cả mọi thứ nó là như thế này. Cho nên là chúng ta để setup được một cái server ấy, đặc biệt là dùng VPS, dùng hosting thì còn đỡ, nhưng mà nếu dùng VPS ấy, thì chúng ta sẽ phải là setup tất cả mọi thứ lại từ đầu, kể cả cài lại PHP, cài lại MySQL, cài lại về Composer, cài lại về Laravel. Và những cái thứ như thế này, OpenSSL, PDO, MBString, Tokenizer, XML, CTie, JSON, thì các bạn phải đảm bảo được là các cái extension này được chạy, được cài đặt ở trên server rồi thì nó mới cài được Laravel, còn không là ngồi mà há mồm với nhau. Được chưa? Lên server không dễ đâu, cho nên là các bạn mới chỉ được va vấp vào cái phần đó là động chạm một tí vào cái việc lập trình thôi, chứ các bạn chưa được lên server tí nào đâu. Được chưa? Cái phần các bạn học nó chỉ là một cái tí móng tay thôi, ở trên sau này còn rất là nhiều thứ để động vào. Đó, cho nên là phải tập trung vào nghe những cái thứ này. Thì đây, cái này người ta viết ra không phải là để chơi, mà là do cái chúng ta ấy, bởi vì chúng ta không để ý, bởi vì về bản chất cái con SAM chúng ta cài nó đã đầy đủ rồi. Chứ còn khi mà lên server thì các bạn phải để ý đến những cái thứ này để đảm bảo là trong cái việc chúng ta setup server ấy, nó giống như việc cài lại Win ấy, thì các bạn phải cài các cái phần mềm này vào. Có thế thôi. Tiếp theo là cài về cài đặt Laravel, thì các bạn nhìn kéo lùi xuống dưới các bạn sẽ thấy là có vài cách cài. Cách cài phổ biến nhất là như này. Thông qua Laravel Installer thì các bạn sẽ copy cho tôi cái câu lệnh này. Composer Global Require Laravel Serve Installer. Được chưa? Mở CMD lên. Pet nó vào. Và để cho nó tự chạy. Pet nó vào với Enter xuống nhá. Chứ không phải pet vào xong rồi để nguyên đấy đâu, ngồi nhìn đâu. Được chưa? Đứa nào pet xong rồi thì ngồi đọc cho tôi về cái framework, khái niệm về framework là như nào. Đảm bảo là máy phải có mạng nhá, không có mạng là thôi đấy nhá. Chạy chưa? Cái gì mình, chúng mình cảm thấy cái gì đấy? Cái gì mà 1.10 đấy? Nào, nghe nhảm gì cái gì vậy? Khi mà tải sao nó có cái phần PHP version này?
Thì mày vào trang của Sam đi, mày sẽ nhìn thấy người ta khác làm cái gì. Cảnh chưa? Mày làm gì đây? Đấy, mày không tải này. Đây tôi cài xong rồi. Thì những bạn cài xong rồi có thể check được là Laravel này. Gõ ra thì nó sẽ ra Laravel Installer bản 2.0.1. Được chưa? Với rồi. Rồi bây giờ là framework là gì? Khoan. Framework là gì? Framework là thư viện này. Hả? Bố láo. Framework là framework, thư viện là thư viện chứ. Không phải, sau này nó hỗ trợ các thư viện nữa là. Ờ, gì nữa? Để cho mấy thợ code này. Mấy thợ code code này. Gì nữa? Mày dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt à? Không ạ. À. Người. Tiếp tục đi. Em cứ nhìn ra, nó phải có gì hay thì người ta mới dùng, chứ không có gì hay thì dùng gì. Ra. Tóm lại là cái sửa. Gì nữa? Trang. Cái gì? Sao lại là thư viện các hàm được xây dựng sẵn? Đấy nó là thư viện chứ. Quý. Đọc chưa? Đang đọc à? Đọc lâu thế. Tóm lại framework nó như này này. Các bạn lưu ý. Framework ấy, thì cái điểm đầu tiên thì Giang nói đúng. Nó là một bộ khung. Một bộ khung các cái thư mục, các cái thư viện, cái vòng đời của request người ta dựng sẵn cho chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ phải đọc tài liệu do người ta public ra để tuân theo đấy để mà làm lên một cái website. Thì đó nó là cái khái niệm đầu tiên về framework. Đó là một bộ khung được cung cấp sẵn về cấu trúc thư mục, về các thư viện, về cái vòng đời, về cái mô hình phát triển để giúp mình tạo ra một website. Đó nó là cái khái niệm đầu tiên. Cái khái niệm thứ hai về framework đó là framework ở trong PHP thì hầu hết nó là mã nguồn mở. Do đó chúng ta có một cộng đồng rất là lớn đi cùng với mình để phát triển ứng dụng. Cho nên là không biết cái gì thì research thôi. Đã. Ngoài ra nữa, code PHP nó khác so với các ngôn ngữ khác một chút. Đó là PHP thì ngôn ngữ nó là ngôn ngữ kiểu dạng là tường minh, ngôn ngữ lộ thiên. Các bạn code cái gì là người ta đọc được cái đấy. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tự custom được những cái thứ mà các bạn có, người ta dựng sẵn như chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tự custom được theo ý mình. Đó là cái ý thứ 3 ở trong cái framework ở trong PHP là Laravel.
được chưa? Đấy thôi. Còn bây giờ chúng ta đã cài xong cái Laravel Explorer chưa? Rồi. Còn ai chưa cài xong? Còn thằng Đức đúng không? Nó hậu cài xong chưa? Rồi. Cái thằng Laravel này nó có hơi một cái đặc biệt. Ví dụ như là code của chúng ta ngày xưa, chúng ta phải đặt hết ở trong docroot đúng không? Tức là cái thư mục htdoc. Nhưng mà với Laravel chúng ta thích đặt đầu đặt, không nhất thiết ở trong docroot. Chúng ta có thể mở mở desktop ra, mở cái thư mục desktop ra. Mở desktop ra này. Thấy không? Chúng ta mở desktop ra. Sau đó là mở cmd ở ngoài desktop ấy. Cd desktop. Cd ra ngoài desktop, không thì mở desktop bằng cái Windows Explorer. Xong rồi shift chuột phải chọn open command window here hoặc là chỉ lên trên ấy, giống như tôi chỉ các bạn ngày xưa. Được chưa? Có Laravel cách new cách 1710 chẳng hạn, hoặc là 1710 gạch dưới news như này chẳng hạn. Cái này viết như này, đây là Laravel, đây là cái từ khóa. Tiếp theo là new là tạo project mới, còn đây là tên project của chúng ta. Được chưa? Bạn thích đặt đầu đặt nhá. Enter xuống. Đừng thắc mắc vì sao của tôi nó nhanh, bởi vì tôi đã từng cài rồi cho nên nó lưu các thư viện ở trong cái bộ nhớ của máy rồi. Nó lấy ra thì nhanh hơn so với các bạn rất là nhiều. Những cái gì là thấy có sự download ấy, thì đấy nó là cần phải tải về. Còn những cái nào mà loading from cache thì đấy là lấy từ máy ra. Rất nhiều thư viện. Mọi nhìn thì sao đang thao tác cơ. Được chưa? Đấy, tôi đã xong cái framework đấy, cài xong project rồi đấy. Giờ chờ các bạn thôi. Được chưa? Cài xong chưa? Đấy, sau này muốn tạo project lại cô lệnh ngày cứ thế mà quất. Xong chưa? Nhanh hay chậm nó còn ăn lẩu cả. Cái nhân pha. Ôi hôm nay tôi bài rồi. Lâu. Không phải máy Windows thì học cũng ngu ấy. Phải lâu lâu. Bạn nào mà thấy cái ở bên Windows ấy, bạn nào mà thấy cái phần CMD nó chạy chạy nó dừng lại lâu lâu một tí ấy. Ví dụ lâu không sau khoảng 2 phút nó vẫn đang dừng á. Thì các bạn gõ cái phím Enter hoặc là Ctrl C nó phát, nó tự nhiên nó chạy luôn đấy. Bởi vì Windows nó sẽ treo cái CMD. Đúng không? Có chạy thêm tí nữa đúng không? Thành ra chờ. Thôi sao,
nhiều nhưng nó không phải cái chuyện đấy, nó báo là tiết lên thấy chưa, bảo không bị kịp đấy, không có gì nữa biết nào được chưa, giỏi mấy cái thằng này, à không còn này là còn cài sức rồi. Làm xe thì là bèo chứ, chúng ta chuẩn bị làm thầy đồ đến nơi rồi. Được chưa? Còn thằng nào chưa xong thì kệ nhá. Chúng ta tiếp tục là CD vào trong cái thư mục của chúng ta ấy. Ví dụ như 1710 new đúng không? 1710 new CD vào trong cái thư mục ấy. Phải đi vào trong thư mục nhá. Enter. Và chúng ta không cần phải, đây là lý do vì sao chúng ta không cần phải vào trong htdoc để chạy, cũng không cần phải thông qua Apache, mà chúng ta gõ luôn là PHP artisan serve. Nhớ phải CD vào trong thư mục nhá. Được chưa? Nó chạy lên cái Laravel Development Server started http://127.0.1.128.000 đấy thì là được. Trang này có vẻ trông như kiểu nó chuẩn bị nó rút răng nó phi vào đầu ông ấy. Gì? Đây. Adaptive. Thực ra tôi nhìn ở đấy còn đẹp hơn tôi viết ra mà. Tôi viết ra còn xấu hơn nó viết cho này. Các bạn có AR xong tab một cái là ra mà. Có một chữ serve là phải viết hoàn toàn thôi. Serve nên chứ không phải là server đâu. Đói quá. Được chưa? Artisan shop. Xong chưa? Rồi, bây giờ vào mở trình duyệt ra có localhost 8000. Đấy, có web rồi đấy. Đây là cái bước đầu tiên, chúng ta tạo ra cái ứng dụng Laravel. Xong chưa? Được chưa? Thằng Quang vẫn chưa cài xong à? Bảo sao do ăn ở, nó chỉ lâu mất lần đầu tiên thôi. Các cái lần sau cài project thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Hả? Lần sau cứ mỗi một lần muốn chạy project thì lại vào CMD, vào trong thư mục PHP Artisan Serve. Không nhỉ? Quá. Mày tải về chưa? Mày cài lại sao chưa? Thì chạy lại các browser setup rồi. Xong rồi vào Laravel, copy cái dòng đấy vứt vào trong CMD. Ôi thế thôi. Được chưa các vị? Rồi, tiếp nhá. Cái phần này, các bạn để ý này. Ở trong cái câu lệnh của tôi nó có chứa một cái từ, nó là cái từ artisan. Được chưa? Cái artisan này nó là một trong những tính năng của Laravel do người ta phát triển, thì chúng ta được dùng luôn. Thì cái artisan này là cái gì? Nó giống như con Cortana ở trên Windows á. Các bạn muốn search cái gì hay là làm cái gì đấy, mở làm một tác vụ hay là làm cái gì đấy nhanh thì các bạn dùng Cortana đúng không? Mở search làm phát ra đúng không? Hay là ở bên iOS nó có cái con Siri ấy, đúng không?
hoặc là ở Amazon con Alexa, thì ở trong cái Laravel chúng ta có con Artisan. Cái này nếu mà để biết chi tiết nhiều hơn thì đây, ví dụ như này, VP Artisan, enter xuống, gọi ra thấy ra một đống, thấy không? PP cách Artisan cái enter, thế là ra thấy ra rất là nhiều thứ, đúng chưa? Thì ở trong này các bạn sẽ nhìn thấy nó có rất là nhiều các câu lệnh, ví dụ như clear, compile, down, nv, help, inspire, list, migrate, preset, serve, tinker, up, các thứ nhiều lắm. Thì đây nó là các câu lệnh để giúp chúng ta thực hiện những cái nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ chúng ta có thấy cái phần migrate này không? Cái migrate này nó giúp chúng ta tạo ra cấu trúc bảng ở trong cơ sở dữ liệu từ code PHP. Thì để tạo ra cái migrate và làm việc với migrate này thì chúng ta có PHP artisan migrate như này. Cái make, đây make, các bạn thấy này, nó có này, PHP artisan make 2.auth, thấy không? Các bạn gõ đúng một câu lệnh này phát là nó sinh ra cho chúng ta nguyên cả phần authenticate, tức là thêm user này, đăng nhập này, đăng ký này, đăng xuất này, một phát làm hết luôn. Thì cần gì phải học nữa đâu, tôi giới thiệu cho chúng ta để cho chúng ta học logic kia mà. Còn framework nó hỗ trợ rồi. Đây tiếp theo, make controller, đây chúng ta không phải tạo file bằng tay nữa. PHP artisan make controller cách tên file là tự tạo ra một file controller. Make model, đây make đâu nhỉ, make model đâu nhỉ, đây là make model, tự tạo ra file để tương tác với cơ sở dữ liệu luôn, hiện không? Rồi make đủ các thể loại khác đó, rồi key generate, rồi thì notify, đẩy notify, rồi route để hiển thị, để tương tác với round, để liệt kê danh sách các cái đường dẫn trong project của mình có. Đó, view kết, view clear, vendor public, cực kỳ nhiều thứ. Thì cái con artisan này nó là một cái chức năng để hỗ trợ chúng ta trong việc tương tác với các cái framework để giúp chúng ta làm việc nó dễ dàng hơn. Thì trong quá trình làm việc của chúng ta thì không thể nào mà gắn bắn cái con của nọ này được, trông thế nó quan trọng phết, được chưa? Thì đấy là cái tính năng hỗ trợ về artisan, nó rất giúp chúng ta làm rất là nhiều thứ, được chưa nhỉ? Và trong tất cả các framework về PHP chỉ có mỗi thằng này có con này thôi, chẳng nào đó có mỗi con này là có cái hỗ trợ artisan thôi. Còn các con khác thì nó là generator, nhưng mà generator thì tôi thấy nó cùi bắp, nó không xịn bằng cái con này. Xong chưa? Tiếp theo nói thêm một chút về cái PHP artisan serve của chúng ta. Cái serve này, cái PHP artisan serve này này, nó là một câu lệnh để giúp chúng ta chạy luôn project mà không cần thông qua Apache, tức là không phải nhét vào htdoc. Nhưng mà đây là chỉ chạy trên môi trường phát triển thôi nhá, chứ không phải là bê cái này lên server xong rồi cũng chạy PHP artisan serve chạy đâu. Không làm thế được. Được chưa? Các bạn phải lên server, các bạn vẫn phải vứt vào trong htdoc các thứ kiểu, hay là dùng Nginx thì vẫn phải vứt vào root của nó. Tiếp theo trong cái con này nó còn có cái gì hay thì các bạn để ý nhá. Đây tôi chạy một cổng 8000 này, các bạn muốn thay đổi cổng, các bạn muốn chạy cổng 88 hay cổng 89 thì chẳng hạn, thì ở bên Windows các bạn chạy đơn giản thôi là PHP artisan serve cách trừ port bằng, ví dụ 88 chẳng hạn hay 80 tùy, chạy như này là được. Còn ví dụ ở bên Linux của tôi thì tôi sẽ phải chạy là sudo như này. Đấy, thấy 127.0.1 2.88 thì ở đây tôi sửa cái này thành 88, thích ở cổng bao nhiêu thì ở. Bây giờ tôi vào cổng 8000 thì đèo. Đó, thấy không? Đứt luôn. Như này để làm gì? Nó sẽ giúp chúng ta trong cái việc là một máy của mình có thể chạy được vài ba con server, vài ba con dự án khác nhau, mỗi con một cổng. Chẳng vấn đề gì cả. Được chưa? Đó. Đây là port nhá. Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể thay được cái này. Nếu các bạn chạy ở localhost 80, đúng không? Nếu các bạn chạy ở cổng 80 ấy, thì các bạn coi như là bỏ luôn cái đoạn phía sau này đi, vào luôn, được chưa? Còn nếu các bạn muốn thay luôn cả cái chữ localhost này đi, ví dụ thay bằng thiện th.dev chẳng hạn, được, cũng được luôn.
Nhưng mà cái này thì các bạn phải sửa cái file, các bạn còn nhớ ngày xưa có cái file host SC ở trong cái thư mục Win32 system cái gì gì đó, driver để vào Facebook ngày xưa ấy, đúng không? Thì các bạn phải vào đấy các bạn sửa trước, sửa cái tên domain trước, sau đó các bạn mới chạy lại bằng con này, chạy lại bằng cái này trừ trừ port này, các bạn có thể trừ trừ port hay không thì tùy, trừ trừ host bằng cái thiện thác chấm dev này chẳng hạn, được chưa? Ví dụ tôi sửa thử nhá, ví dụ bây giờ tôi vào thiện thác chấm dev cổng 8000, nếu tôi chạy này vào cổng 8000 này thì tèo, bây giờ tôi sẽ enter thằng này xuống đấy, nó sẽ báo lỗi luôn là PP network address fail, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ sửa host, sửa cái file host đấy, thì tôi chẳng nhớ ở bên Mac này nó ở đâu. OSX train host file. Chẳng biết nó vứt ở đâu. Đây rồi, etc sudo nano sược etc etc sược host. Ủa, không có gì ta? À, host SC. Đây rồi, tôi sửa thêm cái này. Ở đây tôi sẽ là 127.0.0.1, cách ra là thiện th.dev, hoặc là tôi để đây là class php p cờ 1710.dev. Tôi để luôn tên lớp mình nha. Đây, tôi để tên domain là c1710.dev này. Sau tôi xếp xuống. Xong nha. Không biết có phải start lại Apache không? Tự nhiên là không. Câu làm gì có mà sudo. Linh tinh. Không có, làm gì có sudo, sudo gì. Bên Windows làm gì có sudo. Rồi, bây giờ tôi chạy lại cái này. Ồ, ồ, thiện tiết, PP network, no name, no server provider. Ồ, vậy, để tôi xem lại cái này. Nhưng các bạn sửa lại file host là các bạn ở bên Windows các bạn chạy được mà. Cái gì đấy? Nó ra cả tên mình này, GitHub này. Ờ, mình nổi tiếng vãi trưởng. Tôi coi xem lỗi là lỗi gì. Cái gì đấy? Sửa rồi mà. À rồi, sửa làm đích. Tôi lười sửa mấy cái này nữa. Tóm lại là các bạn muốn chạy ở trên một cái tên miền nào đấy, do chúng ta tự định nghĩa ra, chúng ta thêm cái này vào và sửa luôn cái này ở trong file host SC của chúng ta. Nói chung là không nhớ đâu. Kệ không các bạn. Thì tôi chỉ chạy là artisan serve thôi. Nghe không? Chạy được lên chưa? Tám nghìn. Không. Thường thường thì trong một lúc ông chỉ làm một dự án ở trên máy. Nếu mà hai dự án cùng một máy thì đổi port. Còn sao nữa? Còn hơn là viết đường dẫn khác nhau. Nếu mà máy bạn nào mà khỏe khỏe một chút ấy, thì các bạn dùng cái thằng này này, PP Storm này, thì nó rất là tiện cho chúng ta. Ví dụ tôi Ctrl C thằng này đi, PP Storm nhá. Thì tôi mở cái project này, desktop. Đây đúng không? Project của chúng ta đây đúng không? Trong cái thằng này nó rất là tiện, tôi khoái nhất thằng này ở cái chỗ này, các bạn nhìn thấy ở dưới này này. Nó cái ô này. Các bạn nhìn thấy cái chữ terminal, bấm vào dưới nó có terminal không? Bấm vào đấy, nó bật lên cái terminal PP artisan serve chạy luôn đây. Đỡ phải mở cmd. Thì đây là cái sướng nhất ở trong cái thằng này. PP storm, hoặc là các bạn muốn mở thêm một cái tab nữa. Một cái tab của terminal nữa, bấm đấy. Đấy. PP artisan. Đây nha, tôi tạo ra controller mới nhá. App này. HTTP này, controller nhá. Chưa có gì đúng không? Artisan make controller cách
home controller. Xong rồi đấy. Thấy không? Nó bật ra file controller luôn. Đúng chưa? Rất là sướng. Dùng kiểu này sướng lắm. Đấy là nếu trong trường hợp máy các bạn khỏe thôi, còn máy thế nào RAM có 2GB thì dẹp đi. Nhá. Được chưa? Còn tôi vẫn cứ trung thành với cái 65 tech thôi, để cho chúng ta dùng cho nó quen. Xong chưa? Cài xong project và chạy xong chưa? Có đứa nào bị lỗi không? Không chưa? Ờ, tạo ra project mới xong chạy ra cái chữ Laravel đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta xem là trong cái project này nó có những cái gì cần phải lưu ý. Thì chúng ta lấy giấy vỏ ra mà ghi vào không phải chết này này. Bây giờ là project structure và cái life cycle là những cái đầu tiên chúng ta cần phải kiểm soát được. Chứ không là tèo đấy. Được chưa? Không nhỉ? Thằng kia giấy vỏ đâu? Chết rồi à? Đấy, cho bán cho đựng một cái. Cái bút đổi lên tờ giấy. Xong chưa? Làm gì đấy? Mang điện thoại làm gì đấy? Tranh thử xem lâu rồi. Tôi biết thừa rồi, cất ngay điện thoại đi. VCS thì đã kết thúc rồi. LCK chưa hết, còn trận chung kết nữa. Thì sao? Đánh ngu lại là phải rồi. Được chưa? Rồi, file đầu tiên của chúng ta là file NV. Cái gì đấy? Solo Zilin không? Không, nó không biết đánh cái con hóc ò đấy. Được chưa? Xong chưa? Đây, file đầu tiên là file NV. Các bạn nhìn đây này. Cái gì mà không ra? Kệ nó. Không trả lời. Được chưa? Thôi thằng kia để yên cho nó học. Tí nữa rồi hỏi. Phá đám. File đầu tiên là file NV. File này là cái file quan trọng nhất dự án. Nó là cái file giúp chúng ta config các thể loại. Ví dụ như kiểu là đây, app NV tức là cái environment, là môi trường phát triển đang ở local hay đang ở production, thì chúng ta config nó ở đây. Ứng dụng tên là gì thì chúng ta viết vào đây. Được chưa? Trạng thái của app, app debug là true hay false. Cái app true hay false, cái app debug true hay false này nó sẽ hiển thị ra cái lỗi của chúng ta chi tiết, nếu mà để là true. Còn nếu không thì nó sẽ hiển thị ra một cái trang là báo lỗi. Thế thôi. Tiếp theo là cái DB connection. Thì về cơ bản ở trong Laravel nó sử dụng là PDO, cho nên là chúng ta có thể kết nối đến rất là nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, khoảng 12 loại. Và thậm chí là chúng ta có thể kết nối được với MongoDB để làm việc trong dự án của mình. Thì cái DB connection này này, config ở đây là để chúng ta lựa chọn cái loại cơ sở dữ liệu nào để làm việc. Tiếp theo là cái cấu hình của cái cơ sở dữ liệu đấy. Thứ nhất là IP của nó là bao nhiêu, cổng của nó là bao nhiêu, cơ sở dữ liệu nào, username để đăng nhập vào trong và password để đăng nhập vào thì viết ở file NV này. Thì cái file NV này này khi mà đưa lên server thì người thì hacker không thể nào đọc được. Nó không lấy được cái file này ra. Cho nên là yên tâm, không phải sợ mất khi mà chúng ta viết lộ thiên như này đâu. Viết ra ngoài này để chúng ta dễ kiểm soát. Cái broadcast này nó giúp chúng ta đẩy cái notification theo kiểu dạng là ví dụ như chúng ta có để ý Facebook nó có cái notify là chúng ta like một cái là bạn mình cũng nhận được cái notify là chúng ta vừa like bài của nó. Thì ví dụ như chúng ta sử dụng cái những cái thằng bên thứ ba như pusher hay là những cái nền tảng mà giúp chúng ta đẩy notify ấy, hay là chúng ta tự viết ra ấy, thì nó sẽ có thêm cái broadcast này chúng ta cần phải config nó vào trong này. Rất là tiện. Còn phần dưới là mail. Đấy, chúng ta sử dụng mail thì ví dụ như hôm trước tôi hướng dẫn chúng ta đúng không? Có cái phần mail là sử dụng cái SMTP này, rồi thì do thằng nào cung cấp này, cổng bao nhiêu, username và password là cái gì, và encrypt type encryption là cái gì thì chúng ta viết hết vào trong này. Đấy, config hết vào trong một chung một chỗ thôi cho nó dễ.
Đấy, thì đấy là cái tác dụng của file NV này. Thì những cái dữ liệu ở trong chúng ta viết cái gì, bất kỳ cái gì vào đây thì nó sẽ đều theo dạng là key bằng value, và chúng ta có thể lấy được những cái thông số này ra bằng một hàm nằm trong code PHP của Laravel nó cung cấp, đó là hàm NV, nó lấy được cái giá trị. File đầu tiên là cái file này. Chúng ta có biết khái niệm về git không nhỉ? Git ấy, không biết git à? Chúng ta thế nhỉ? Hả? Cái GitHub ấy. Không biết à? Không biết á? Biết gì? Cái đấy nó là một trong những cái biến thể hoặc là một cái hệ thống của Git. Git nó là một phần mềm nhá. Thì cái đấy nó giúp chúng ta làm việc teamwork với nhau. Thì lưu ý như này, để hôm nào có thời gian, nhiều thời gian là tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng Git. Còn hôm nay thì như thế này, cái file NV này này, khi mà sau này chúng ta đi làm chẳng hạn thì rất dễ, công ty của chúng ta thường thường bây giờ đến 90% các công ty sử dụng Git, chỉ còn 10% còn lại là sử dụng NV, sử dụng SVN thôi. Thì cái Git đấy khi mà đẩy project lên dùng chung với nhau á thì nó không đẩy cái file NV này lên đâu. Bây giờ ví dụ như thằng Quang làm việc với tôi, hai thằng làm việc chung một dự án thì phải mở code với nhau. Ví dụ Quang code xong thì phải ghép code với của tôi đúng không? Thì mới chạy. Cái thằng Git nó làm cho chúng ta cái việc đấy là cái nó ghép code của tôi với code của thằng Quang kia. Được chưa? Nhưng mà khi mà đẩy lên trên Git đấy thì nó sẽ không đẩy cái file NV này lên. Do đó người ta sẽ sinh ra cái file NV.example. Cái này nó là cái mà nó cũng tương tự như file NV kia thôi, nhưng nó sẽ không có giá trị cho AppKey. Mà không có giá trị cho AppKey này thì ứng dụng của chúng ta không chạy được. Ví dụ như tôi xóa cái AppKey này đi nhá. Các bạn cứ lưu ý cho tôi, cái ứng dụng Laravel mà không có cái AppKey ấy thì không chạy được. Không có cái app key thì không chạy được. Đây tôi sẽ chạy thử cho các bạn coi. Admin shop này. Bây giờ vào nhá. Vẫn là bình thường đúng không? Tôi sẽ vào trang web, tôi vào đây. Thấy không? Nó sẽ báo lỗi ngay, tức là no application encryption key has been specified. Đúng không? Không có app key không bao giờ chạy được Laravel. Được chưa? Thế vậy thì làm sao để có cái app key kia, tôi lỡ xóa mất rồi. Thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh này để sinh ra cái app key này. TP artisan, được chưa? Key 2 chấm generate, generate là gen ra, sinh ra cái key, được chưa? Câu lệnh artisan thứ hai chúng ta học là TP artisan key 2 chấm generate để sinh ra cái app key. Yeah. Cái app key này thực ra thì với chúng ta thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mà với các tính năng của Laravel thì nó sẽ có nhiều ứng dụng. Ví dụ như lúc đây các bạn thấy để ý không, tôi có mã hóa cái SLA1 đấy cho cái token đấy, đúng không? Thì cái này nó sẽ là cái cơ sở để giúp chúng ta mã hóa và giải mã những cái kiểu dạng như vậy. Được chưa? Bây giờ tôi search lại thì nó mới chạy được. Thấy không? Có app key thì chúng ta mới chạy được Laravel, còn không có thì thôi nhỉ. Được chưa? Trong trường hợp chúng ta khi mà đi làm ấy mà cái project kéo về, dùng Git để kéo về mà nó không có cái file NV này này thì chúng ta dễ dàng thôi, đổi tên cái file xnv.xample, đổi tên nó trở thành NV, sau đó chạy lại cái câu lệnh là pp artisan key generate kia để chạy được Laravel. Được chưa? Nó sẽ chỉ khóa cái file NV này thôi, chứ nó không khóa cái file NV.example đâu. Ví dụ như này, bây giờ tôi đẩy code lên nhá. Tôi đẩy code lên trên server này. Chết mẹ rồi. Thôi rồi, đây. Tôi tạo ra một cái repository mới. GitHub.com. Sign. Rồi. Tôi tạo ra một cái repository mới. Đây 1710 gạch dưới news. Được chưa? Tạo mới. Xong nhá. Các bạn thấy cái HTTPD này không? Tạo ra này nó sẽ luôn luôn có một cái đường dẫn như này cho mình. Tôi copy này. Sau đó tôi sẽ vào cái smart git này. Tôi tiến hành là chọn repository, add or create. Tôi chọn ra ngoài desktop.
hay 1710 new. Ok. Đấy, thấy lên không? Vứt cái file kia vào. Trên này hiện tại nó chưa có cái gì nhá, các bạn thấy này. Nó chưa có tí code nào luôn. Đúng không? Bây giờ tôi add vào và tôi push nó lên. Quên, chưa commit. Để hôm nào có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng Git. Cái này là một cái kỹ năng rất là cần thiết trong cái việc các bạn sau này đi làm. Không dùng được nó thì vẫn đi. Rồi, đây các bạn xem nhá. Bấm một code lại này. Thấy lên chưa? Thấy không? Nhưng mà các bạn có nhìn thấy cái file .env đâu? Không thể nào nhìn được. Được chưa? Thì bây giờ ví dụ như tôi tiến hành là xóa cái này đi. Tôi xóa cái này đi. Xóa nhá. Và tôi xóa luôn cả project của tôi đi. Tôi xóa luôn project của tôi đi này. Xóa rồi đúng không? Tôi xóa luôn thùng rác này. Bây giờ không lấy lại được đúng không? Xóa rồi. Đây, tôi lấy lại cho các bạn coi nhé. Đây, tôi vẫn giữ cái đường dẫn của cái thằng GitHub này. Đâu nhỉ? Đây, clone. Các bạn nhìn thấy đường dẫn này đúng không? Tôi copy lại này. Vào Smart Git này. Đấy chưa? Vào Smart Git này, vào repository này. Clone. Tôi paste cái đường dẫn vừa rồi vào. Đấy chưa? Continue. Rồi. Continue tiếp, tôi sẽ đưa vào trong cái thư mục document này. Finish. Đấy, nó tự động tải những cái gì ở trên cái trang GitHub kia về máy tôi. Rồi tôi, các bạn sẽ vào trong cái thư mục document. Đây, các bạn thấy không? 1710 new git này. Đúng là project vừa rồi không? Đúng chưa? Nó vẫn như vậy và nó sẽ không có cái file NV này. Thì bây giờ tôi dễ thôi, tôi duplicate cái này lên. Duplicate lên. Tôi sửa thành cái file .nv. Đó, như này. Sau đó tôi sinh lại ra cái app key là xong. Là chạy được. Đây. Mở CMD này. PP artisan key 2. Generate. Oh. Gì đây? À, cái này chưa có thư viện. Cái này phải chạy lại Composer Install. Nó tải lại thư viện vào trong project để mới chạy được. Sao? PP Artisan Key Generate. Xong. Đây, nó sẽ tự sinh ra app key. Và chúng ta muốn chạy project thì chúng ta serve phát là xong. Vẫn như cũ. Đâu nhỉ? Đây. Thấy không? Vẫn như cũ. Đấy là cái hay của thằng Git này. Tiếp theo, đấy là cái file đầu tiên nhá, file NV nhá. Tiếp theo là cái thư mục này. Thư mục ngay trên đó. Các bạn nhìn thấy chữ vendor. Cái vendor này này. Lại giống như lúc nãy, đây. Lên Git nhá. Con có nhìn thấy cái thư mục vendor đúng không? Không thấy đúng không? Thì về bản chất cái thằng Git này nó cũng không đẩy cái thư mục thư viện của chúng ta lên. Cái thư mục vendor là cái thư mục chứa toàn bộ thư viện trong project. Thì nó không đẩy lên làm gì cả. Được chưa? Thì chúng ta cái vendor này sẽ được sinh ra khi chúng ta chạy cái câu lệnh là Composer cách install. Được chưa? Ví dụ tôi xóa bay đi nhá. Tôi xóa bay đi luôn này. Delete luôn nhá. Được chưa? Không có nó chúng ta không chạy được project. Nhưng mà để sinh ra được nó thì dễ hơn. Composer cách install. Cái Composer cách install này là nó sẽ quét qua cái file composer.json. Ở trong này nó có bao nhiêu thư viện. Các bạn thấy đây là các thư viện này. Thấy không?
có bao nhiêu thư viện thì nó tải bằng đấy thư viện về trong project của mình và nó đặt vào trong cái thư file vendor này và nó ném hết tất cả vào trong cái file autoload.php để giúp chúng ta có các thư viện để dùng. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của cái thư mục vendor và file composer json. Tiếp theo là file, tôi sẽ lên thẳng file raw luôn. Được chưa? File raw. File raw này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra các cái đường dẫn. Các bạn còn nhớ cái raw hôm trước học không? Hôm qua học không? Hôm thứ hai tuần trước học ấy, nó có file raw đúng không? Chúng ta thấy raw get này, thấy không? Raw get thì ra view welcome này. Bây giờ tôi tiếp theo raw 2.get nữa. Đây là thiện th thì tôi xử lý function return hello world. Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy thử localhost 8000 sược thiện th. What the fuck? À tôi chưa chạy serve. Chưa chạy serve. Thấy ra hello world chưa? Được chưa? Bây giờ tôi tạo ra thêm một cái đường dẫn nữa này. Ví dụ thiện. Ví dụ ở đây là 1710. L đúng không? Sorry, the page you are looking for could not be found. Tức là không tìm thấy cái đường dẫn này. Đường dẫn này chưa được định nghĩa. Thì bây giờ chúng ta tiến hành tạo đường dẫn đã. Done. Xếp xuống. Ngay lập tức ra ngoài này chạy. Không. Nó có sẵn rồi mà. Cái PH round đợt trước ấy là tôi tải về và tôi cài đặt, tôi hướng dẫn chúng ta cách sử dụng để chúng ta quen với cách này. Thấy nó gần giống nhau không? Nó cũng có đường dẫn, nó cũng có function ở trong. Đúng nhá? Nó gần giống nhau. Thì để chúng ta hình dung ra cái round là cái gì và để sang đây chúng ta dùng cho nó dễ. Thấy chưa? Còn chúng ta sẽ học sâu hơn về cái round này sau. Cái này dễ dùng hơn cái hôm trước nhiều. Đấy là cái round. Tiếp theo cái thư mục resort. Cái resort này nó có tác dụng như sau này. Cái thứ nhất là cái thư mục view. Các bạn nhìn thấy view không? Thấy không? Mở cái resort ra nó xem. Thấy không? Trong này có cái thư mục view. Ở đây cái thư mục này chứa các cái file giao diện của mình. Kể cả layout, kể cả về file hiển thị. Thì ở trong Laravel người ta sử dụng cái engine cho view, đó là tên là Blade. Gió, chém gió, Blade View. Do đó các cái file view của chúng ta đều có là tên file view, sau đó đến .blade.pp. Bây giờ cái này chúng ta sẽ được học sau. Đây các bạn thấy này, Raw Get, tức là homepage ấy, thì nó trả về cái view là welcome. Thấy không? Thì chúng ta sẽ vào trong thư mục Raw Resource này, View Welcome. Đây, vào đây. Tôi ngứa tay nên tôi xóa. Đây là chào bạn chấm 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 xếp xuống thì các bạn vào về trang chủ các bạn sẽ thấy không? Được chưa? Bây giờ tôi truyền một dữ liệu ra ngoài trang chủ thì dễ thôi, phẩy một cái mảng, ví dụ name bằng solo Yasuo đấy. Đâu như nào? Giờ ra xua ở đây. Đấy. Ờ được chưa? Copy cái name này. Sau đó về welcome. Chào. Dollar name. Xem nhá. Đúng chưa? Đúng không? Truyền biến ra ngoài rất dễ. Với cái blade view này các bạn thấy viết này nó dễ hơn so với PHP echo hay là cái gì không? Nó nhanh, đây là echo này. Trong này như này là echo này. Như ngày xưa chúng ta phải viết như này đúng không? Ngắn thì là như này. Như này đúng không? Ngắn thì là như này. Đúng chưa? Còn bây giờ chúng ta còn nhạc ngắn hơn. Đây. Ngắn hơn. Chỉ như này là xong. Được chưa? Đó, trong cái blade view này còn nhiều thứ hay ho nữa. Tiếp theo nhìn thấy cái thư mục lang này không? Thấy không? Nhìn thấy cái N biết là cái gì rồi đúng không? Hả? À, không biết là gì à? Chọn này rốt nát thế nhở? Cái này nó là về xử lý đa ngôn ngữ. Sau này nếu muốn làm web đa ngôn ngữ thì viết cái
phần lệnh cái label vào đấy. Được chưa? Viết cái label vào đây đem ra dùng thôi. Bao nhiêu ngôn ngữ cũng được. Cứ tạo ra project, à, cứ tạo ra thư mục xong rồi tạo ra những cái file như này, viết tách vào. Được chưa? Tiếp theo là public. Đến đây thì biết rồi. Đúng chưa? Đến đây thì biết rồi. Thì chúng ta có CSS, JS, tức là các cái file tài nguyên của mình, các cái thư viện, các cái file CSS do mình tự viết ra thì vứt hết trong này. Xong chưa? Đấy, ngoài ra ở trong cái file, cái thư mục public này cũng là một cái thư mục cực kỳ quan trọng, bởi vì nó là cái thư mục duy nhất mà người dùng được phép tải file về. Ví dụ các bạn có để ý khi mà các bạn lên web các bạn tải những cái file về không? Ví dụ tải file phim hay là file truyện về, file ảnh về, thì các cái file đặt hết trong này. Các cái thư mục khác ở trong Laravel không được phép tải file về, chỉ có duy nhất những cái file đặt trong thư mục public này thì mới được tải về. Bây giờ để đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống. Xong chưa? Đó. Ngoài ra nữa, chúng ta có thể, nếu mà chúng ta không thích dùng thằng PHP Artisan như này nhá, tôi tắt nó đi rồi nhá. Nếu mà chúng ta vẫn muốn vào project của mình thì chúng ta làm như sau. Localhost vào trong thư mục 1710-new.git/public. Ôi giời, cái gì đây? The stream of file library, cái gì đây? Permission denied. À, cái này do tôi, xin lỗi các bạn. Cái này ở bên Windows các bạn không sao, nhưng ở bên bên Linux sẽ bị dính. Đó là phân quyền. Sudo chmod cách trừ r cách 777 cách public. Không dùng nhiều nó quen đấy, hacker cái gì? Store. Đấy. Đúng chưa? Sau sực thiện th này. Thấy không? Vào thẳng vào cách này. Phải có thêm cái sực public này nữa. Các bạn vào file khác không được đâu. Ví dụ tôi chấm env. Ô già thật cổ ạ. Bố láo. Để tôi xem lại nào. Không ra đâu, lên server không ra đâu. Đấy, thấy không? Nó bảo mật nó không cho ra đâu. Đây là do máy của mình, máy local chắc làm sao đấy mới ra được cái này, còn không còn lâu. Đây là thông qua Apache thì mới vào được, còn trên server không bao giờ ra. Ví dụ như Đông Nam Media này không bao giờ ra. Ra được thì kinh quá. Ra vào mắt. Được chưa? Thế thì kinh quá, tôi ạ nó luôn. Đấy là, đây là cách thứ hai để chúng ta vào trong cái project của mình. Sửa public nhé. Bởi vì trong cái thư mục public này nó có chứa cái file là file htaccess và file index.php. File này là cái file đầu tiên mà người dùng sẽ tương tác, bao giờ sẽ gửi hết request vào đây. Thấy chưa? Chứ không gửi vào ra ngoài đâu. Xong chưa? Đây là thư mục public. Không thấy thằng nào ghi cái gì. Rồi tí nữa chúng mày quên hết cho mà xem. Rồi hôm sau lại ngơ. Có mà xem, nhớ làm sao được là tôi đang nói cái gì ở đoạn nào. Xem vào mắt. Tiếp theo thư mục database. Nhìn là biết là để làm gì rồi đúng không? Tương tác với database. Ví dụ như chúng ta, nó có sẵn cho chúng ta phần migration này, là để giúp chúng ta đây tạo ra bảng user. Nhìn này là biết là tên bảng là bảng user, có các cột là cột ID, cột name, cột email, cột password. Đây có remember token sẵn đây. Đúng chưa? Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu bằng code PHP. Cái này nó có lợi thế là khi mà chúng ta bê sửa code đi đâu ấy, thì database đi theo. Bây giờ chạy một câu lệnh artisan thôi là DB sẽ được generate ra. Hiện không? Đó. Tiếp theo là cái file là seeder. Thì là cái này nó sẽ giúp chúng ta sinh ra các cái cơ sở dữ liệu sẵn có master data ở trong cái project. Tức là những cái dữ liệu mà vừa tạo ra project là phải có luôn. Ví dụ như kiểu là admin ấy, cái user admin ấy là phải có rồi. Rồi thì các danh mục có sẵn là phải có ngay từ đầu rồi. Thì cái seeder nó giúp chúng ta làm cái việc đấy. Tiếp theo là các thư mục config. Thư mục config thì cái này chúng ta sẽ được học sau. Thì là nó sẽ config về hệ thống rất là nhiều thứ.
ở trong này. Các bạn nhìn thấy cái hàm NV này không? Cái hàm NV này là để đọc cái app NV từ cái file .nv này. Thấy chưa? Đọc cái giá trị bên này ra. Đó, đấy là cái con phần config. Còn ngoài ra sau này nếu các bạn sử dụng nhiều các cái thư viện khác, ví dụ như kiểu là OpenOffen hay là Passport hay là JWT, thì nó có một cái, nó sẽ tự sinh cho các bạn các cái file config ở trong này để chúng ta thay đổi bằng tay cho dễ. Thấy chưa? Còn cái thư mục Bootstrap này tôi cũng chưa dùng bao giờ, cho nên tôi không nói gì cả, bởi vì tôi không biết nó là cái gì. Tiếp theo là app. Cái thư mục app này nó sẽ chứa cái file rất là quan trọng, đó là file HTTP, là thư mục HTTP. Trong này nó sẽ chứa cả controller và model của chúng ta. Model và controller sẽ chứa trong cái thư mục app HTTP. Được chưa? Đây này, model nó nằm lộ thiên ở ngoài này, nằm ngay trong app luôn này. Được chưa? Nó nằm ngay ở đây luôn. Còn controller sẽ nằm trong HTTP. Các con file controller chúng ta sẽ biết vào đây. Middleware cũng nằm ở đây. Middleware thì mấy đứa học sẽ biết. Provider mấy đứa cũng biết. Chứ bây giờ thì chưa nói cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Thì đó là cái các cái file ở trong Laravel này. Có ghi được gì không vậy? Mày có nhớ gì không vậy? Mày có nhớ gì? Mày học Laravel. Mày học Laravel. Rồi, mấy đứa ngồi mà khóc. Ít nhất phải nhớ tôi là cái round là cái nơi để định nghĩa ra các URL. Cái public là cái nơi để chứa các cái file ảnh, file JS, các thư viện về JavaScript, CSS, resource là để chứa file view. Và cái file hiển thị giao diện đấy. Còn file app, cái thư mục app là để chứa controller và chứa model. Đấy. Nó ít ra là phải đến thế, không thì là chết đấy. Được chưa? Tiếp tục nha, đến cái vòng đời này. Bây giờ mới đến phần quan trọng này. Còn các cái file này làm lâu thì sẽ quen. Còn cái vòng đời là phải nắm được ngay. Vòng đời của project của chúng ta sẽ luôn luôn là như thế này. Tất cả dồn hết vào trong cái thư mục RAW. Tất cả dồn hết vào RAW. RAW thì nó có nhiều file, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các chúng ta sau.
và thậm chí là tạo ra file RAW mới của mình luôn, tùy. Nhưng mà tất cả sẽ dồn hết vào trong RAW. Từ RAW chúng ta có thể xử lý ngay lập tức là đẩy ra view hoặc là return ra một cái gì đấy tùy. Nhưng mà thường thường ấy, khi mà làm dự án chuyên nghiệp ấy thì chẳng bao giờ làm những cái trò này, không bao giờ làm cái trò mà ăn sổi như này cả. Người ta sẽ đưa hết từ RAW này trỏ về controller, đưa hết về controller, từ controller mới đưa về view, chứ không ai làm cái việc là từ RAW đẩy ra controller, đẩy ra view ngay cả. Cái việc đấy nó không kiểm soát được. Team nào thì cũng sẽ có những cái rule của mình thôi, các bạn phải tuân theo cái rule đấy thì các bạn mới tồn tại được, còn không ai review code cho các bạn đâu. Được chưa? Thì controller này nó sẽ có thể tương tác được với model thì nằm ở ngay trong thư mục này rồi, nằm trong ngay trong thư mục app rồi, thì từ controller mới tiến hành là trả về view nằm ở đây. Bao giờ cũng thế, RAW, controller, model, view, bao giờ cũng thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ học ngay lập tức đến cái RAW luôn cho đỡ mất thời gian. Được chưa? Không nhớ. Rất cổ quả. Xong chưa? Các vị. Rồi. Tiếp nào. Thì chúng ta lưu ý cái RAW này tôi đã hướng dẫn chúng ta rất là nhiều rồi, đó là định nghĩa ra các cái đường dẫn mà project này cho phép. Được chưa? Ngay lập tức ban đầu thì nó sẽ có cái RAW get sượt function như này, đúng không? Đúng chưa? Các bạn đã mở ra, mở của mình ra xem nó có đúng không? Được chưa? Thì chúng ta có thể vào trong tài liệu này, search cho chữ RAW. Thấy không? Nó có cái phần routing ấy. Đây, the basic có phần routing, click routing, xin lỗi các bạn. Vào basic này, routing này. Thấy chưa? Đây là tài liệu về cái phần đường dẫn này. Được chưa? Đây. The most basic Laravel RAW accept UIL URI is an a closer. Closer là một cái hàm giống hàm callback ở trong JavaScript ấy, hàm giúp chúng ta xử lý logic trong một cái config ở phía trước. Được chưa? Thì cái đây định nghĩa như này, tức là cái đường dẫn là sượt localhost 8000 sượt full thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ thực hiện cái code nằm trong cái hàm này. Đó là hiển thị ra một cái chữ là hello world. Được chưa? Tiếp theo default RAW file. Tức là cái file RAW mặc định của chúng ta ấy, nó nằm trong cái thư mục là RAW web.php. Được chưa? Những cái đường dẫn cho phần API thì nó sẽ nằm trong RAW sửa API.php. Ví dụ như sau, tôi sẽ vào cái file RAW API này, tôi tạo ra một cái RAW hay chấm hay chấm get chuyện th chẳng hạn, function là return, đây là API chẳng hạn, ví dụ như này, đúng chưa? Thì như bình thường ở ngoài web này chúng ta sẽ vào cái đường dẫn đấy bằng cái gì? Localhost 8000 sửa thiện th, đúng không? Đúng không? Bởi vì tôi không có cái gì đằng trước đó mà. Nhưng mà ở trong file API này thì chúng ta sẽ phải vào bằng localhost 8000 sượt API sượt thiện th. Chưa sớp à? API dòng 22. À tôi thiếu dấu chấm phẩy. Nó báo lỗi luôn ở ngoài đấy mà. Thấy chưa? Để vào được cái đường dẫn này là phải thông qua sượt qua cái API rồi sượt qua cái TS thì mới được. Được chưa? Còn nếu mà để không như này thì tèo. Được chưa? Đấy nó là cái phần API. Thì mấy nữa tôi sẽ tính, nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta vì sao làm được cái việc đấy. Thì tóm lại là chúng ta nhớ cho tôi là cái RAW này bắt đầu ở file web.php, mặc định là như vậy. Được chưa? Tiếp theo đây, cái phần config tiếp. Nhìn thấy cái này không?
À, cái này là gì? Dịch cho tôi xem nào. Thảo. Thì tôi có đoạn tôi bôi đen nào. Gọi Trang gì anh. À ừ, quên. Xin lỗi. Cứ trả lời đi, tí nữa gọi Trang tên sau. Này có hiểu gì không? Round, get. Là cái gì? Không biết luôn mà. Hàm ghét là cái hàm gì ở Ba Thánh? Thánh nữ. Dịch đi. Dịch xong rồi sẽ không bị gọi là thánh nữa. Thôi, dịch đi. Làm gì mà cay cú. Trang. Hả? À, cứ nói đi xem nào. Hàm index nằm trong user controller. Đúng rồi. Chỉ thế thôi. Đây. Khi mà chúng ta route get, tức là tạo ra một cái đường dẫn là sược như thế này, sược user, thì cái hàm xử lý logic cho cái đường dẫn này đó là hàm index nằm trong user controller. Được chưa? Đơn giản vậy thôi. Nó dễ hơn so với cái hôm trước PH round đúng không? Thì đây ví dụ như chúng ta, tôi sẽ demo nhá, còn chúng ta có thể chạy có thể không. Đây, tôi sẽ mở cái CMD mới ở trong này ra. PHP artisan make controller home controller. Đó. Tôi tạo ra file home controller ở trong này. Tôi sẽ có cái function public function index trong cái hàm này return day home controller hàm index như này. Được chưa? Đây là một hàm nhé, một hàm viết ở trong file home controller mà nó trả về một cái đoạn chuỗi là home controller trở đến index đúng không? Thì chúng ta có thể tạo ra một cái đường dẫn round hai chấm get đưa vào trong cái hàm index thuộc về home controller xử lý. Đó là chúng ta viết thẳng home controller a cộng index như thế này. Được chưa? Đây chúng ta chạy thử này, xếp xuống chạy thử này. Localhost 8000 sược home. Đúng chưa? Gì? Home sược nào? Không cần. Thích thì viết vào cũng được. Được chưa? Xong chưa? Các bạn nào bị lỗi không? Đây tạo ra bằng câu lệnh này này. PHP artisan make
hai chấm controller xong viết tên hàm ra, à, tên file ra. Đưa to ra nhá. Được, tạo tay cũng được. Được. Ai cấm đâu. Nhưng mà là phải viết lại một đống. Viết lại một đống nội dung ở phía trong này. Ví dụ như này, namespace này, use gì gì đấy. Cái gì? Mình viết tạo cái file ngoài. Không. Làm sao nó tạo ra được. Thế thì mới có cái thằng addition này. Đỡ được bao nhiêu công sức code còn gì nữa ạ? Được chưa? Thấy chưa? Vào đâu? Đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ vào trong server ai có đang đọc trọng tài gì cơ mà. C năm cái từ mục cái project ở ngoài đầu nằm Esco làm gì ạ? Trong project gì? Thank you.
Dưới nhá, chúng ta mở cái tài liệu lên đọc dưới nữa. Đây này, đây Available Router Method, tức là những cái dạng request mà thằng Laravel này nó chấp nhận, thì nó gồm những cái loại này: Get, Post, Pullback, Delete Option, là những cái loại mà Laravel nó chấp nhận. Được chưa? Thì chúng ta muốn định nghĩa ra URL cho cái loại request nào thì chúng ta có route hay chấm chấm cái loại request đấy. Tiếp theo là theo cú pháp là URL cộng với lại cái pullback. Được chưa? Đấy, chúng ta có bằng này loại, nhưng mà hai loại này là hai loại hay dùng nhất này. Hai loại này là hay dùng nhất. Nhưng mà tuy nhiên là ở trong ví dụ như các bạn xem những cái video ở trên YouTube ấy, thì người ta hay làm như này: get luôn luôn là để hiển thị, post
là để tạo mới, put là để cập nhật, delete là để xóa cho cùng một URL. Đó, thường thường là như thế. Get là cho hiển thị, post là để thêm mới, tức là insert, thực hiện cũng là insert, put là để cập nhật, tức là lưu cái cập nhật đấy ạ. Còn delete là để xóa, xóa cũng là delete. Post là cập nhật. Của nó là thêm mới. Option thì chỉ có khi có lỗi lôi ra xe. Trong VP có debug mà. Không biết làm rõ. Được chưa? Với một URL mà nào thôi. Với một URL mà chúng ta muốn nhận nhiều loại request khác nhau ấy, cùng xử lý một lúc ấy, thì chúng ta làm này. Route.match. Được chưa? Nhận hai loại request là get và post. Cho đường dẫn là sượt như này thì xử lý ở dưới này. Được chưa? Đấy là cái hàm match. Còn là any route hay .any thì là tất cả các thể loại method nhận hết, xử lý hết vào đây. Mày cứ nhớ mỗi cái any thôi, ngồi đấy mà khóc. Được chưa? Ghi vào. Thằng ớt ơ này ghi vào. Rất là vất vả với cái thằng này nhá. Hai người chuẩn bị đến tầm tiên rồi. Chuẩn bị thoát khỏi phàm trần đến nơi rồi. Được chưa? Không nhớ. Đây. Phần này khá quan trọng. CSRF Protection. Đây là cái phần đặc biệt là cho web view. Web tức là web sinh ra giao diện ấy. Thì nó ở trong Laravel nó áp dụng cái CSRF Token. Về lý thuyết thì những cái request ví dụ như kiểu dạng là get này và delete. À không, delete không có, get thôi, thường thường là get thôi, đều là những cái loại dữ liệu, loại request là để lấy dữ liệu ra để hiển thị, đúng chưa? Nó không ảnh hưởng đến DB, được chưa? Những cái đấy nó không ảnh hưởng đến DB, thì những cái đấy thậm chí là cho người ta luôn, không cần phải bảo vệ gì cả. Nhưng mà những cái loại request quan trọng mà nó ảnh hưởng đến cái DB ấy, ví dụ như xóa, sửa, thêm, thì nó cần phải bảo vệ những cái request đấy. Thì ví dụ như chúng ta ở đây, tôi sẽ có một cái URL như này. Các bạn muốn tìm file nhanh ấy, các bạn Ctrl P, các bạn gõ web.php chẳng hạn thì nó ra ngay. Để tìm nhanh. Route hay .a.post đi. Cũng là home. Tôi có function xử lý ở đây. Return request giả post. Như này nhá. Được chưa? Thì tôi sẽ có một cái thằng là thằng postman. Tôi có cái thằng postman này. Để tôi có localhost 8000 này sượt là home nhá. Tôi có thằng post. Tôi không truyền param là tùy. Param có hay không quan trọng. Vấn đề đi. Được chưa? Tôi chỉ đơn giản là gửi một cái request dạng post lên server này. Bấm. Các bạn nhìn này. The page has expired due to inactivity. Được chưa? Nó không cho phép vào đâu.
Bởi vì cái đường dẫn này không phải gửi ra từ một cái form sinh ra bởi Laravel, bởi project của mình. Bây giờ tôi sẽ làm cho gửi được này. Xem nhá. Ví dụ như ở homepage, ở welcome.php. Ở đây tôi có một cái form này. Action bằng search home đúng không? Method là method post. Không có accept, accept gì cả. Đây, tôi có một cái button. Hai là submit. Đây là submit này. Cái này tương đương với việc là tôi gửi một cái request dạng post lên đường dẫn là home đúng không? Được chưa? Nếu mà theo đúng yêu cầu thì là nó sẽ trả chúng ta là cái đoạn text được tôi định nghĩa ở đây là request đang dạng post đúng không? Đúng chưa? Chứ còn nếu là dạng get thì nó lại về là cái gì home controller chọn đến index thôi. Đúng chưa? Thì chúng ta thử xem nó có gửi được không nhá. Tôi về đây. Tôi về trang chủ đi. Được chưa? Submit này. Vẫn tèo. Đúng chưa? Cái form của chúng ta vẫn tèo. Thế vậy làm sao để vượt qua được? Thì ở trong cái form nào mà chúng ta có cái form nào mà có method dạng post thì hầu như là 100% chúng ta phải có cái CSRF A cộng này ở trong cái form giao diện thì chúng ta mới pass qua được cái CSRF token kia. Đây là cái điều bắt buộc, trừ khi là chúng ta tắt nó đi thôi. Nhưng mà tắt đi thì nó sẽ giảm bảo mật của website của chúng ta đi. Được chưa? Xong chưa? Xong gì vậy? Mày có hai cái bút của mà. Sao mày mượn cái nó để lại cho cái bút. Thế cái bút của nó đâu? Wow. Nên nó có cái bút của mà. Hai à? Ông ơi. Đây bút em đây, em biết. Nên nó có hai cái bút. Nó có hai cái nó chọn cho mà cái có mực của nó. Không cần Google ấy. Được chưa? Tôi bắt lại này. Tôi reload trang này. Nhớ thêm cái A cộng CSRF vào nhá. Vào trong cái form ấy. Rồi bây giờ tôi submit này. Thấy không? Nó vượt qua được cái CSRF token kia. Các bạn có được không? Thế vì sao mà nó lại làm được cái việc đấy? Đây, logic như sau. Các bạn nhìn thấy cái form này đúng không? Nhìn thấy cái input time 2 lần không? Thấy không? Nó có một cái input time 2 lần có name là gạch dưới token và có một cái value là một cái đoạn tùng lum lằng ngoằng do Laravel nó tự sinh ra và nó có cái cơ chế mã hóa ngược lại để nó hiểu là cái form này do chính cái project này sinh ra. Project khác sinh ra thì tèo nhá, phải do chính cái project này sinh ra thì mới submit được lên, còn nếu mà do project khác sinh ra thì thôi chia tay, được chưa? Hoặc là không có cái này thì cũng chia tay, được chưa? Cái này để giúp chúng ta bảo vệ được cái dữ liệu gửi lên là bắt buộc phải thông qua thằng CSRF này, phải có cái token này thì mới được gửi lên, kể cả Ajax. Các bạn học gửi Ajax rồi đúng không? Chưa. Thật không? Thật à? Mà cái bọn 09 kia có quyền gì mà yêu cầu tôi? Không, Ajax thì gửi kiểu gì cũng được. Put, back, post, delete, any, quên nhầm, đều được hết. Quan trọng là chúng ta config như thế nào thôi. Ừ, mấy đứa tôi hướng dẫn. Thì chúng ta lưu ý, ở đây cái CSRF là để bảo vệ cho website của mình là bắt buộc phải được nhận cái form gửi lên hay cái Ajax gửi lên từ trong project của mình thì mới được, còn từ thằng khác là tèo. Cái này nó được config ở đâu? Chúng ta hoàn toàn thể tắt được nó đi bằng cách là chúng ta vào app nhá, HTTP. Các bạn nhìn thấy cái file kernel. Đây kernel này, nhân đó, ở phía dưới này nó có một cái đoạn là verify CSRF token, các bạn thấy không? Các bạn comment nó vào xóa đi cái gì nhầm nhí, comment nó vào. Nếu muốn tắt đi nhé, trong trường hợp các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn comment cái đoạn ở trong kernel http kernel sau vào app http middleware verify CSRF token thì comment nó vào. Thì ở ngoài view này chúng ta, ở ngoài cái post này chúng ta không cần cái gì chúng ta cũng gửi lên được luôn. Thấy không? Đó, đấy là cái nơi để tắt đi. Còn các bạn tắt đi hay không đấy là quyền của các bạn.
tùy vào dự án, thích thì tắt, không thích thì thôi. Xong chưa? Còn tắt đi thì chúng ta không cần phải cái A còng CRM này nữa. Vậy thôi. Tiếp theo là redirect. Ví dụ tôi vào một cái redirect nào, vào một cái đường dẫn nào đấy, tôi muốn chuyển nó sang một cái redirect khác, một cái đường dẫn khác. Ví dụ như tôi vào home thì tôi tự động đẩy nó về trang chủ chẳng hạn. Thì đây, tôi làm như này. Web này. Đây đúng không? Route redirect. Từ home, nếu mà vào home thì sẽ được về trang chủ. Như này. Đây, tôi thử nhá. Sược home này. Thấy không? Nó tự động đẩy về trang chủ luôn. Thấy không? Đó, đấy là những cái là cái phần redirect, là điều hướng website của mình về chỗ nào đấy. Thì chúng ta có cái route 2.0 redirect này. Ghi vào, không nhớ gì rồi lại ngồi mà khóc. Giống là giống như nào? Nó khác hoàn toàn luôn. Thao của đâu? À, khác. Thời điểm xảy ra nó đã khác rồi. Cái location ấy là sau khi xử lý một loạt logic rồi mình mới redirect. Còn cái này vào phát đọc cái URL này không cần xử lý bất kỳ cái gì redirect luôn. Khác nhau hoàn toàn. Được chưa? Thấy cái redirect. Tiếp theo là view. Trong trường hợp mà chúng ta giống như cái welcome này này. Thấy không? Cái web này về welcome này chúng ta không xử lý logic gì ở giữa cái đoạn này. Chúng ta không có cái code gì ở đây. Chúng ta chỉ đơn giản là truyền ra ngoài cái view thôi. Thì chúng ta hoàn toàn thể sửa cái get này thành view, route view, đưa về welcome. Đây, đưa về file welcome. Và truyền dữ liệu thì đây. Name. Name bằng với Timo. Đấy. Reload trang. Thấy không? Nó ngay lập tức về, cứ vào cái đường dẫn là sược, sược không như này thì sẽ trả về cái giao diện là ở trong welcome và truyền cái dữ liệu này ra. Đấy là cái route view. Ví dụ như trang login chẳng hạn, login thì chúng ta không cần phải xử lý gì thì chúng ta đẩy thẳng ra giao diện thôi. Được chưa? Thì đấy, hôm nay chúng ta chỉ đến thế thôi. Tôi yêu cầu các bạn về là phải hoàn thiện cho tôi cái việc đó là cài được Laravel, chạy được project, tạo được các URL, get post, pack, put, delete, test thử đi. Và đọc trước cho tôi cái phần raw parameter, cái phần này cực kỳ quan trọng. Raw parameter. Đó. Và name raw, tóm lại đọc hết cái phần còn lại của cái thằng raw này. Nắm được càng nhiều thì chúng ta càng sau này càng dễ làm việc thôi. Còn không nắm được thì chúng ta tự chịu với trách nhiệm. Đấy, hôm đấy tôi phủi tay. Kệ công các bạn. Coi như chúng ta không quen biết nhau.